Như vậy, các bạn đã vừa điểm qua các phần của công tác chuẩn bị. Để chuẩn bị thật tốt các bước đó là một điều rất khó và đòi hỏi phải học tập và rèn luyện thật kỹ lưỡng. Và bây giờ, trước khi các bạn bắt đầu thảo luận, tôi xin tóm tắt lại những gì trong các bước chuẩn bị. 1. Báo cáo công việc. 2. Vệ sinh cá nhân. 3. Các nguyên tắc vệ sinh. 4. Thuật ngữ về tình trạng buồng. 5. Cách sử dụng báo cáo tình trạng buồng. 6. Thuật ngữ nghiệp vụ buồng. 7. Cách sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm. 8. Cách sử dụng chìa khóa. 9. An ninh và an toàn trong công việc. 10. Sơ đồ tổ chức khách sạn. Và 11. Sơ cứu và phản ứng với các tình huống khẩn cấp. Sắp xếp đồ vải và khăn tắm vào giữa xe đẩy. Bạn không được xếp quá nặng. Đồ vải và khăn tắm cần được giữ gọn gàng, ngăn nắp và được bao phủ. Nếp gấp ga trải giường và khăn tắm phải hướng ra bên ngoài. Không vắt ga trải giường lên giá đỡ. Điều này phản ánh hình ảnh tiêu chuẩn của khách sạn, đồng thời tiết kiệm được thời gian và dễ dàng lấy ra. Hãy kiểm tra toàn bộ trước khi bắt đầu ca làm việc. Số lượng và chất lượng phải đủ cho một ca làm việc, căn cứ theo số lượng phòng để tránh việc bổ sung thêm trong ca. Tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sự bất tiện cho khách. Khi lấy đồ cho khách như xà phòng, nước tắm, dầu gội đầu, bộ kim chỉ, máy sấy tóc, kem bôi da, nhân viên phải tính toán số lượng tối thiểu cần thiết, tránh mất thời gian đi lại đến văn phòng hoặc nhà kho để xếp thêm đồ vào xe đẩy. Các đồ xếp trên cùng của xe đẩy phải được đặt vào các hộp vuông riêng, quay nhãn mác ra ngoài để dễ nhận biết. Một số khách sạn sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Xe đẩy là công cụ hỗ trợ quan trọng nhất để làm việc một cách chuyên nghiệp. Vì vậy, phải chú ý kiểm tra xe đẩy có làm việc tốt hay không. Khăn ga các loại phải được đầy đủ. Khăn lau các loại đã được đánh dấu màu cho từng mục đích sử dụng. Túi đựng rác. Máy hút bụi. Và túi đựng đồ vải bẩn. Hay giỏ hóa chất tẩy rửa. Bây giờ trước khi chuyển sang phần tiếp theo, các bạn hãy cùng nhau thảo luận lại những gì có trong bước chuẩn bị. Trong phần này các bạn hãy chú ý nhé. Khách đã làm thủ tục trả buồng và buồng phải sẵn sàng cho khách mới đến theo chính sách của khách sạn. Vậy thì chúng ta phải làm gì nào? Trước khi gõ cửa, hãy quan sát đến tấm biển báo treo trên tay nắm cửa.